Không, bây giờ là cái giấy tờ gì? Anh sẽ trình cho anh cần cái gì em trình nói anh cái đó. Đây nè, chỉ thị 16 đó nè. Rồi, anh nói đi. Rồi. Anh đã cách ly xã, huyện cách ly huyện, tỉnh cách ly tỉnh rồi. Anh nói vậy thôi, tôi nói anh. Không, bây giờ cách ly rồi. Rồi, rồi, rồi. Từ từ. Cách ly có cho người dân qua không? Cách ly nó ở nhà đó rồi mà là cách ly mà bây giờ cách ly đó. Cách ly được tiếp đi. Hạn chế ra đường. Người nào được phép đi? Hả? Những người nào được phép đi trong chỉ thị 16 anh nói em nghe coi. Thì tôi nói là chuyện đó không giấy thì có gì không hướng dẫn anh vậy đó. Không, anh đừng hướng dẫn như thế, anh hướng dẫn như thế là anh sai rồi. Sai sao sao? Anh nói là người nào được phép đi, người nào được phép đi qua lại, anh nói thẳng đi. Hoặc anh làm cái như văn bản, anh ký văn bản đi, anh trình lên. Tôi hướng dẫn anh vậy đó. Không, tôi nói rõ ràng vậy đó. Anh hướng dẫn như thế là hướng dẫn không đúng. Sao không đúng? Chỉ thị. Không đúng sao? Chỉ thị 16 đâu có cái chuyện gọi là có mỗi cái chuyện là cách ly xã, cách ly phường đâu anh. Chứ tại sao? Những cái xe cũng được qua rồi, đúng không? Đúng. Những nhân viên y tế thì đi lại. Đúng rồi. Chỉ thị 16 đâu có cần y tế đâu. Trời ơi, trời, không có tự y tế. Chỉ thị 16 không có tự y tế đi lại. Ông nói đâu có nói đi nè. Bác cái lời chuyện đây là anh công an đây đồng chí. Anh nói chỉ thị 16. Tất cả các nhân viên y tế. Mình đi khám sàng lọc vaccine nhưng mà do mấy anh này anh nói là nhân viên y tế nhưng trường hợp này không được đi ngang đó nên mấy anh cứ vậy hoài sao được vậy là sao anh đi đâu phải anh muốn đi tới lui hoài đường xuyên đâu ủa mình đi là mình đi tình nguyện mình đi làm chứ mình đi chơi đâu hả mấy anh mình đi làm mình làm nhiệm vụ mình đi làm tình nguyện chứ mình có đi chơi đâu mấy anh không cho em qua làm sao mới làm biên bản để anh ký cho em đi trong đội tiêm vaccine của thành phố được điều động từ Mỹ Hạnh và phòng khám Phú Long. Dạ. Rồi anh đi bao lâu rồi? Dạ em đi hôm nay cũng được là ngày thứ thứ 8 thôi. Bây giờ vậy là anh đi thôi cái này cũng không có bác cũng dừng thôi nhưng mà anh đi cố gắng là cho anh em đi dễ xử lý á tại vì cái điều mà cũng cho. Dạ. Bây giờ anh đi. Đây giấy tờ gì cũng có hết anh chuẩn bị đầy đủ hết giấy xét nghiệm giấy đi đường này giấy gửi ban
đi tình nguyện để đi